nên như thật biết các loài rồng dược xoa a tố lạc khẩn nại lạc kiền đạt phược tiết lộ đồ cụ hoắc ca giả lũ noa mạc hô lạc già chỉ thần chú vân vân mỗi loài đều có đạo và có nhân quả của chúng biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy nên biết như thật đạo và nhân quả của loài người nên biết như thật đạo và nhân quả của chúng trời tứ đại vương trời ba mươi ba trời dạ ma trời đổ sử đa trời lạc biến hóa trời tha hóa tự tại nên biết như thật các đạo và nhân nhân quả của trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời vô tưởng, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, biết rồi phương tiện tùy theo sự thích ứng mà ngăn chặn đạo kia và nhân quả kia, hoặc khuyên nhiếp thọ tu chứng thiện pháp nên biết như thật bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và nhân quả của chúng. Nên biết như thật pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và nhân quả của chúng. Nên biết như thật thánh đế khổ tập diệt đạo và nhân quả của chúng. Nên biết như thật bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và nhân quả của chúng. Nên biết như thật tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và nhân quả của chúng. Nên biết như thật bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa và nhân quả của chúng, nên biết như thật, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và nhân quả của chúng, nên biết như thật chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì và nhân quả của chúng nên biết như thật tất cả pháp môn tam ma địa tất cả pháp môn đà la ni và nhân quả của chúng nên biết như thật năm loại mắt sáu phép thần thông và nhân quả của chúng nên biết như thật mười địa bồ tát và nhân quả của chúng nên biết như thật mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng và nhân quả của chúng